Ai cũng hiểu chơi đô kiếm được lợi nhuận thì ít, nhưng chơi đô thua lỗ thì vô số. Tại sao lại vậy? Họ mang những tính cách như thế nào? Họ đang suy nghĩ những gì? Bạn có giống họ không? Và sau đây là những trader có hộ khẩu thường trú ở bên thua cuộc. Để từ đó chúng ta tránh xa những suy nghĩ giống như họ, hành động ngược lại với họ để không có kết quả như họ. Kiểu số 1, trader giao dịch vì muốn có thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là tiền mà bạn nhận được mà không cần làm bất cứ điều gì cả. Ở đâu thì mình không biết, nhưng ở thị trường Forex thì tuyệt nhiên không có chuyện ngồi không để tiền tự chạy vào tài khoản của mình. Ở nơi này, bạn phải đấu trí với những con người rất thông minh và lọc lõi. Do đó, chỉ có một cách để bạn thắng hay đuổi kịp họ, đó là bạn cần phải cần cù, siêng năng, học hỏi, theo dõi sát sao, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đạt được những thành quả tốt nhất. Bên thắng cuộc không bao giờ có những trader có sở thích ngồi mát ăn bát vàng. Kiểu số 2, trader cần tiền để trả nợ. Bạn ngậm ngụa trong nợ nần và bạn nghe nói trading có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trader thắng cuộc thì không bao giờ nghĩ như vậy. Trading là một trò chơi mang đậm tính chất lý trí. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc một cách chặt chẽ. Bạn không thể toàn tâm toàn ý giao dịch trong khi bạn đang nghĩ làm cách nào để trả nợ. Một khi bạn quyết tâm phải ăn tiền thị trường bằng được, lúc đó bạn sẽ thua. Thực tế thì không giống như trong phim, chỉ quyết tâm thôi thì chưa đủ. Trader thất bại vì nợ nần không nên lao đầu vào Forex, nên kiếm một công việc và dùng thù lao để trả nợ. Quá trình đó có lẽ sẽ chậm, nhưng ít nhất bạn còn có cơ hội để trả hết nợ. Kiểu số 3, trader không thích đi làm nữa. Bạn gặp rắc rối trong công việc, đồng nghiệp thì không hòa thuận, sếp thì không trọng dụng. Tất cả điều này làm cho bạn cảm thấy không thích đi làm nữa. Bạn tự hỏi chính mình tại sao lại không trading để kiếm sống nhở? Và đó là lúc bạn gia nhập vào hàng ngũ bên thua cuộc. Mình không nói tất cả những trader bỏ việc để trading là thất bại, mà những người thất bại trong công việc để tìm kiếm trading. Nếu bạn là người giao dịch thành công, kiếm được lợi nhuận nhiều từ thị trường và công việc hiện tại ảnh hưởng đến việc trading, là lúc bạn nên nghỉ việc để tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận từ Forex. Ngược lại, trong thời gian giao dịch, bạn cần phải trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống, gia đình, con cái và trading chưa phải là nguồn thu nhập ổn định thì tốt nhất bạn nên bỏ suy nghĩ nghỉ việc ra khỏi đầu. Kiểu số 4, trader muốn tự do tài chính. Để đạt được mức độ gọi là tự do về tài chính, tài sản phải là triệu đô trở lên thì mới có thể sống thoải mái mà không cần phải làm gì cả trong một thời gian dài. Các quỹ đầu tư có tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10-20%. Bạn giỏi lắm là giao dịch bằng họ. Vậy muốn kiếm được 50.000 đô một năm, tương đương với mức 1,15 tỷ đồng để tự do tài chính, thì tài khoản của bạn phải có ít nhất 1 triệu đô. Vốn của bạn chỉ có 1.000 đô thì bao giờ bạn mới tự do tài chính? Cho nên tự do tài chính là một ý nghĩ viển vông mà những người lợi dụng bạn làm công cụ để vẽ ra cho bạn mà thôi. Trên đây là 4 kiểu trader thất bại. Họ thất bại vì tư duy sai về bản thân, sai về thị trường. Kết quả là họ vẫn ở mãi bên phe thua cuộc.